Em đã vaccine đã xếp gì chưa? Làm hết Làm hết rồi, tầm năm tầm này ngày tuổi là phải làm hết rồi. Kể cả không bán cho anh vẫn phải làm. Còn anh phi từ Hải Dương lên à? được mấy Mấy cân? Hả? Nhớ được mấy cân? Đoán đi, anh đoán đi xong cân luôn. Đây trước chỉ là 2-3 cân. Ủa? Nếu mà tuần này chắc mình tầm Anh đoán là bao nhiêu cân? Khoảng mấy 4 cân. 4 cân à? Anh được phát phát biểu phát cho anh chị biết. Anh chị bảo 2 cân thì để lại ô tô đấy nhá. cân. Hai cân để Loại lại ô này tô. so với cái dòng con giống là sẽ chắc rồi đấy, em nói anh chị đi. Bọn em bán có con nó chỉ bằng nửa này thôi. Nhưng mà mình mua về mục đích gì? Chơi thôi ấy. nuôi Nhưng mà nuôi nuôi hai thịt con thì nó ít quá. 20 con à? hai chục con còn hai chục con hai chục con là anh ấy anh đóng cho em để anh em mình chuyển xuống cho trên trên Hà Giang, anh đóng hai con một trống một mái được ạ. Quý vị các bạn có thể thấy đây là con đà điểu, nó rơi vào tầm 5 cân. Các bạn mua trên giá giống là khoảng trên 2 triệu. Cơ sở mình thì cũng ốm sẵn và tiêm các thứ rồi. Các bạn muốn mua những con đà điểu như này hãy gọi vào số 0163 5305 982 để được chọn những con đà điểu. Bắt ô tô lên mua đà điểu. Ấp nhưng mà nó nhiều con đẻ thì một con trống nó bới bới lại nó ấp, nhưng mà có phải là nó khoảng độ 3 4 ngày nó đẻ một quả. Quả có còn mấy cân đấy? Quả của nó hơn cân cân 8 đây này. Thằng mới đẻ à? Có bán cả trứng rồi về ăn. Đúng rồi, trứng, một quả trứng thì cả nhà ăn. Nhưng con này nó ấp bao nhiêu ngày hả? Ấp thì nó thường là bạn cho máy ấp nó điều chỉnh nhiệt độ muốn để lâu chưa? Hơn tuần để ngoài mới thôi, nó nổ nổ nè. Đánh số, đánh dấu, ký hiệu. Đánh chó rồi đấy. Và đấy ấp soi phôi. À, không phôi. Trong vòng 10 ngày trong bao nhiêu ngày ấy, nó phải lộn không, thì không, 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 không. Anh yêu là bao nhiêu mình bỏ ra thì mình còn lại cái đã nó quá rồi thì mình thành cái pin chú, nó dòng trứng ra con là nó như thế. Anh mà chở cái loại này thì anh phải dùng ô tô tải đây, đơm được mấy con này là được đấy anh, mấy con này là nó bánh trẻ này. Đấy, anh chơi 15 con này mới 10 con này với 10 con kia chị ạ. Mình hai lô ra cho nó dễ. Loại này là ăn chắc này. Con này anh trồng quả không lại nữa nhỉ? Không lại được đâu, nó bứt hết. Dê bò các kiểu. Anh em có công nhân như là làm được hết à? Ông làm cán bộ ở trung tâm đấy. Đấy, như cái loại 15 con loại nhỏ nhỏ này anh bắt là tầm 2 triệu rưỡi là đẹp rồi. Về là ăn chắc mặc bền đấy.
Đừng 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 cho nó gì ạ? Tàu mẫu thì nuôi sinh vật cảnh là khối thứ nuôi công trĩ này. Anh có con cứ làm 10 con nọ 10 con kia. Cả loại này mình không bỏ chở được, chở được không? Con loại bên kia nó đóng vào mấy hộp này. Không, đóng hộp thế nào được? Phải chở thùng xe cả. Mấy hộp thì bé có con nhưng mà. Thế là loại này này. Này anh thực xem có ấy nào thì gọi hộ phát. Đúng rồi, nó phải phù hợp tài chính. Gọi hộ anh cái. Thì xe này là bọn em chả có được cái gì đâu, chỉ có gọi hộ thôi. Không, đang nói là giá cả từ đây này. Bọn này mấy cân? 2,5 triệu. Thì người nuôi ngày nào thì phải tính thêm ngày đấy. Bên kia là bên này là 2,5 triệu à? Vâng, bên đấy 2,5 triệu. To hơn thì mình về không phải nuôi mà nó lại độ rủi ro nó lại ít hơn. Thì những con này nó khỏe, nó nhanh như này cơ mà anh. Con đàn này là to nhất đấy. Đàn này có bao nhiêu con? Đàn này có 31 con. Giờ con đang chám. Lúc nào nó chả? Con chám công việc. Thì em mua 2 con chám cắm ngô. Xong cho ăn trong khoảng ngoài 3 tháng cho ăn cắm ngô. Thế bây giờ anh cho ăn cắm gì? Đây, cho ăn cắm gà. Cắm gà. Thế cho ăn rau chưa? Ăn rau từ bé. Rau, riêng rau phải cho ăn từ bé. Thì nó thích nghi được. Rau này các loại cỏ. Cái bản chất của nó là cứ một rau cỏ là ăn được mà. Cái cỏ, chằm cỏ là cũng chằm cỏ. Giá cả là anh thì cân đối cho em để em bắt 20 con này. Vâng đấy, kể cả anh không bắt người ta cũng đặt con này. Bắt cái đàn mà nó bé quá thì mình không thích. À. 50.000. Em nói anh tầm này là khan đấy, không phải là ấy đâu. Lý do làm sao mà xe đây rất là xa, nên là em biết là nếu mà con bé thì bọn em trở về nó đỡ đi. Bây giờ độc quyền. Con bé kể cả con này anh cũng không để vào cốp được. Cứ thùng giấy cho mà không được. Thùng giấy làm sao không được. Đi đường xa. Nó hỏng mất cái con này có 2 chân đi lên nên nó có phải là như con lợn nó đấy mà mình cố định nó được đâu. Nó dãy thế là nó con nó đạp vào con kia. Đấy cái tập tính của nó thế. Cho nên là bọn này này nuôi càng đông đàn thì càng dễ nuôi mà càng ít con thì càng khó nuôi bởi vì là nó không chịu ăn, nó cứ chạy mà ăn cám kiểu nhưng mà nó cứ ra đây nó chơi ăn nên phải cho ăn rau không có nó ăn cái tinh này. Cái xe tấn anh được bao nhiêu? 20 con. Xe 5 tạ anh chạy xe 5 tạ bằng trước xe tấn 25. Anh gọi xe tấn 25 cho nó rộng rãi thoải mái, đảm bảo cho các anh chị về luôn. Đằng nào nó cũng chuyển bánh. Xong là quen biết rồi, sang năm có nhu cầu có khi là chỉ trên điện thoại thôi. Đúng rồi, bọn em chuyển xuống cho. Cứ đúng bao nhiêu cân, đúng như ngày tuổi là được. Con giống con má thì chỉ nói ngày tuổi với cân là biết rồi. Dê. 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 Dê
Anh ơi đi vào cắm luôn. Con thích được nuôi dê không ạ? Chị Hậu! Chị Hậu! Hộ em dồn em vào. Mưa rồi phải cho vào. Quýt quýt. Cái đoàn to này thì mưa mà kệ. Còn cái trong phần hai lô này có bọn người.